Thưa quý vị, chăm sóc trẻ sơ sinh là giai đoạn không hề đơn giản đối với nhiều bậc cha mẹ, bởi đây là giai đoạn trẻ sẽ có nhiều thay đổi về cơ thể, cũng như dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên ngoài. Vì vậy, trang bị những kiến thức về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh là điều rất cần thiết. Ăn bao nhiêu là đủ no, mặc quần áo như thế nào là đủ ấm, hay vệ sinh mũi cho trẻ như thế nào mới đúng cách là những câu hỏi thường thấy ở các đôi vợ chồng mới sinh con lần đầu. Không nắm rõ kiến thức, chăm sóc sai cách sẽ rất dễ khiến trẻ có những ảnh hưởng không tốt về sức khỏe sau này. Thì lúc đầu mình cũng chủ quan, ví dụ thấy mũi thì hạn nhiều khi là nghĩ chắc là mình cứ để là xì thôi, tự nhiên thôi, chứ cũng không quá đặt nặng chuyện phải đi hút mũi hoặc là... Các bạn đi viêm mũi sơ sinh thì không nhất thiết phải rửa mũi. Và một số trường hợp các mẹ đến tắm, có nghĩa là gọi người đến tắm hoặc tắm cho con hay có phương án là dùng nước muối để rửa mũi cho con liên tục, mà trong khi đấy con không có viêm mũi thì đấy là một cái phương pháp hoàn toàn sai lầm. Với những một số mẹ thì là chúng ta hay thấy là có mua sẵn những loại nước muối ở nhỏ mũi ạ, thì bác sĩ khuyên là hạn chế sử dụng và thậm chí không nên dùng, vì khi mà các bạn rửa mũi sai cách hoặc nhỏ nước muối sai cách liên tục kéo dài sẽ làm hỏng mất niêm mạc mũi của con. Không chỉ về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe mà những kiến thức về sơ cấp cứu cho trẻ cũng đặc biệt quan trọng. Những tình huống khẩn cấp cần được xử lý bình tĩnh, đúng kỹ thuật, điều mà không phải bậc cha mẹ nào cũng nắm được một cách chuẩn xác. Thực tế thì trước kia mình làm là chủ yếu dựa vào cái kinh nghiệm dân gian, nhiều khi là cũng ông bà cũng bảo ấy, nhưng mà đúng là đến đây thì học được nhiều cái mới, đúng là có nhiều cái mà mình nghĩ là đến đây mình mới biết để áp dụng. Các ba mẹ thực sự là có biết rằng là cần phải biết về sơ cấp cứu cho con, nhưng mà đang bị lạc giữa một bể thông tin trên Internet. Cho nên những cái lớp về sơ cấp cứu rất khuyến khích các ba mẹ nên được cầm tay chỉ việc, được học trực tiếp. Trẻ sơ sinh với hệ miễn dịch còn non nớt, sức đề kháng yếu nên dễ mắc bệnh. Phần lớn các chứng bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bố mẹ cần nhận biết và chủ động xử lý kịp thời để tránh hậu quả đáng tiếc. Trang bị những kiến thức cần thiết chính là giải pháp thiết thực nhất để các bậc phụ huynh có thể chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ một cách an toàn và hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, những năm trước đây, thấp khớp cấp là nguyên nhân thường gặp của viêm cơ tim. Ngày nay chúng ta biết thêm nhiều nguyên nhân khác như virus, vi khuẩn, ký sinh trùng, một số hóa chất và thuốc có khả năng gây dị ứng hoặc nhiễm độc các bệnh hệ thống. Ghi nhận tại Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E, trung bình mỗi ngày có đến hàng chục bệnh nhân mắc các bệnh lý về tim mạch đến khám và điều trị. Trong đó có khoảng 20% bệnh nhân mắc bệnh viêm cơ tim, hơn 50% số bệnh nhân viêm cơ tim cấp được ghi nhận có triệu chứng nhiễm siêu vi và không ghi nhận có bệnh lý tim mạch trước khi nhập viện. Bệnh viêm cơ tim cấp thường gặp ở những người trẻ từ 20 đến 40 tuổi. Thì bệnh nhân có những triệu chứng về viêm nhiễm đường hô hấp, ho rồi khó thở sau một đợt điều trị, bệnh nhân xuất hiện những cái tình trạng của tim mạch, ví dụ như là đau ngực hay là rối loạn nhịp tim, thấy bệnh nhịp tim nhanh lên hay là hụt hơi, khó thở. Đấy là những cái triệu chứng gợi ý của bệnh lý viêm cơ tim sau nhiễm các cái viêm nhiễm đường hô hấp khác. Tỷ lệ người mắc bệnh viêm cơ tim thể nặng không nhiều, nhưng nếu bị nặng, diễn biến thường rất nhanh và trầm trọng, khiến bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao. Nhiều người lầm tưởng virus của cúm chỉ gây đau họng, ho, viêm phế quản, nhưng trên thực tế, khi lưu hành trong cơ thể, chúng có thể tấn công tim gây bệnh viêm cơ tim. Bệnh lý viêm cơ tim ấy là một cái bệnh lý mà bởi vì biểu hiện lâm sàng nó rất là đa dạng, thế cho nên mình nghĩ đến nó thì mình mới phát hiện ra được. Nếu như những bệnh nhân mà có triệu chứng rất là rõ ràng thì thường là bệnh bị nặng rồi. Ví dụ như là bệnh nhân bị đau ngực này, hay là bệnh nhân khó thở nhiều, các triệu chứng của suy tim nhiều rồi thì rất là dễ phát hiện ra. Thế nhưng có những triệu chứng mà mờ nhạt thì có khi là bệnh nhân sẽ phải theo dõi rất là nhiều thì mới phát hiện ra được. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trên thế giới, bệnh viêm cơ tim gây ra cái chết cho khoảng 294.000 người từ năm 1990, tăng lên đến 354.000 người vào năm 2015. Tại bệnh viện tuyến cuối về nhi khoa Bệnh viện Nhi Trung ương, thời điểm này số trẻ em mắc các bệnh về hô hấp tăng đột biến. Vào thời điểm thời tiết giao mùa, trung bình mỗi tuần bệnh viện tiếp nhận từ 100 đến 130 bệnh nhi được chẩn đoán mắc các bệnh lý về đường hô hấp, trong đó có 30% là hen phế quản. Còn tại phòng khám nhi bệnh viện Đại học Y Hà Nội, khi thời tiết giao mùa, chuyển lạnh làm gia tăng từ 15 đến 20% số trẻ em mắc các bệnh về hô hấp, trong đó nhiều bệnh nhi mắc bệnh hen phế quản.
Cái bệnh hen phế quản thì các bạn cũng đã biết rằng là đấy là một cái bệnh hô hấp mãn tính phổ biến nhất ở trẻ em. Bệnh hen phế quản tuy là bệnh lý không lây nhiễm nhưng mà tỷ lệ mắc rất cao ở cả người lớn và cả trẻ em. Thì tại phòng khám Đại học Y Hà Nội thì cũng có rất nhiều trẻ được đến khám nhưng mà được chuẩn đoán muộn ạ. Và có những trẻ đến với tình trạng là có cơn hen cấp, khó thở và tức ngực rất là nhiều, là phải nhập viện. Hen phế quản là bệnh không lây nhiễm nhưng có tỷ lệ mắc khá cao ở cả trẻ em. Riêng ở trẻ em dưới 2 tuổi, tỷ lệ này lại càng cao. Ước tính cứ mỗi 5 đứa trẻ dưới 2 tuổi thì sẽ có một trẻ mắc bệnh hen. Thế nhưng trên thực tế, việc chẩn đoán hen ở trẻ em thường bị chậm trễ. Những bậc cha mẹ là không hiểu biết là bệnh hen có thể là kiểm soát được. Và đến 75% những trường hợp này là không biết cái thuốc điều trị hen là gì. Cũng như còn đến trên 50% những trường hợp là không biết là cách dự phòng cơn hen cấp xảy ra. Do đó là việc nâng cao cái nhận thức của các bậc cha mẹ cũng như bệnh nhân về bệnh lý hen phế quản, cách phòng tránh, nguyên nhân gây bệnh và cách xử lý trong những cơn hen cấp như nào là rất quan trọng ạ. Tại Việt Nam có khoảng 4 triệu người mắc hen. Hàng năm bệnh hen làm cho 25% bệnh nhân phải nhập viện, 42% trẻ phải nghỉ học, 29% người lớn nghỉ làm, 78% không biết hen có thể kiểm soát được, 75% không biết về các thuốc điều trị hen, 55% không biết cách ngừa cơn hen và 50% không biết nguyên nhân gây ra hen. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, tỷ lệ nam giới mắc vô sinh do bệnh quai bị trong thời gian gần đây đã gia tăng. Nguyên nhân từ việc chủ quan không tiêm phòng loại bệnh này để xảy ra biến chứng. Thời gian gần đây, tỷ lệ các bệnh nhân lứa tuổi phổ biến từ 20 đến 35, trong đó nhiều trường hợp chưa lập gia đình đến khám tại bệnh viện Việt Bỉ ngày càng gia tăng. Bệnh nhân đến khám có biểu hiện teo tinh hoàn, giảm thể tích tinh hoàn do trước đó có tiền sử là bị quai bị. Và trong quá trình điều trị các cặp vợ chồng vô sinh muộn ấy, thì chúng ta biết là vô sinh mà do nam giới thường chiếm tỷ lệ từ 30 đến 40%. Và trong quá trình khám cách tư vấn cho các bệnh nhân vô sinh mà do nam giới thì chúng tôi thấy có một tỷ lệ cũng rất nhiều những bệnh nhân đã có tiền sử bị quai bị. Như quý vị đã biết thì bệnh quai bị là do một loại virus nhưng nó làm tổn thương ngoài chỗ tuyến mang thai thì còn có buồng trứng nữ giới và tinh hoàn nam giới. Và trong số các ca mà bị quai bị thì có khoảng 20-30% là có biến chứng viêm teo tinh hoàn. Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Bỉ cho biết, chủ yếu các trường hợp này trước đó bị mắc bệnh quai bị do chưa từng tiêm phòng, chưa có miễn dịch với bệnh. Bệnh nhân đến khám từng mắc quai bị trong vòng từ 1 đến 2 tháng gần đây, nhưng cũng có những trường hợp mắc từ khi còn nhỏ. Các bác sĩ chuyển nhiễm khuyến cáo, thì sau thời gian bị bệnh quai bị khoảng từ 1 đến 3 tuần, mình sẽ, nhưng mà biểu hiện của cái viêm teo tinh hoàn thì thường nó chậm. Sau khi bị quai bị phải 1 đến 2 năm mà chúng tôi tiếp xúc với bệnh nhân thì chúng tôi thấy là cái tỷ lệ mà bệnh nhân mà không có tinh trùng mà chúng tôi khai thác bệnh sử thì cái tỷ lệ này cũng phải chiếm 1/3 số bệnh nhân thì đã có khai thác là đã có tiền sử bị quai bị từ trước đó. Chúng ta phải cần về phòng chống là chính. Phòng chống bệnh quai bị bằng cách gì? Bằng cách chúng ta tiêm phòng vaccine quai bị. Thì thông thường thì cái vaccine quai bị thì chúng ta sẽ tiêm phòng vào thời điểm mà còn trẻ. Ví dụ 14-15 tháng tuổi chúng ta tiêm mũi đầu tiên, sau đó thì chúng ta nhắc lại sau khoảng tầm 4-5 tuổi, tức là chúng ta tiêm đủ 2 mũi. Còn với người lớn mà chúng ta không nhớ được là ngày xưa chúng ta đã tiêm phòng hay chưa, thì chúng ta có thể dùng thêm một mũi vaccine dự phòng để tránh các nguy cơ bị quai bị. Theo thống kê từ Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận hơn 1.000 ca mắc quai bị tại nhiều địa phương, trong số ca mắc có nhiều người trưởng thành. Các trường hợp mắc chủ yếu do tiêm vaccine không đầy đủ nên không có miễn dịch lâu dài hoặc ở người lớn chưa tiêm chủng, chưa có miễn dịch. Hơn một năm trở lại đây, do công việc buôn bán kinh doanh chịu nhiều áp lực do dịch bệnh, chị Nguyễn Thị Út, 45 tuổi, nhiều lúc bị hoa mắt, chóng mặt và đau đầu. Nhiều lúc chị cứ nghĩ do mình dậy sớm đi chợ bán hàng nên bị chóng mặt. Tuy nhiên, càng ngày các cơn hoa mắt, chóng mặt, ù tai xuất hiện ngày càng nhiều. Khi đến bệnh viện khám mới biết mình bị rối loạn tiền đình. Tôi bị chóng mặt thôi, cứ nằm thì không sao nhưng mà cứ ngồi lên là nó buồn nôn và chóng mặt. Thì tôi chỉ nghĩ rằng là mình đi chợ mệt mỏi thì là mất ngủ thì là nó gây lên nó như thế, nó hoa mắt chóng mặt, chỉ nghỉ tầm độ khoảng một vài ngày là nó khỏi thôi. Thì mỗi lần này là nó bị nặng như thế này thì là tôi lên đây tôi khám, là bác sĩ đang chẩn đoán rằng là bị tiền đình. Ghi nhận tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội,
Trung bình mỗi ngày có đến 40 đến 50 bệnh nhân đến khám về rối loạn tiền đình. Nhiều người chỉ mới hơn 30 tuổi cũng bị rối loạn tiền đình. Theo các bác sĩ, hiện nay số người bị rối loạn tiền đình ngày càng tăng cao và đối tượng mắc hội chứng này ngày càng trẻ hóa. Số lượng bệnh nhân đến khám về các cái vấn đề chóng mặt và tiền đình, theo tôi quan sát thấy, nó chiếm vào khoảng 1/4 cái số lượng bệnh nhân đến. Thông thường thì cứ 2 đến 3 bệnh nhân nữ thì mới gặp một bệnh nhân nam, có nghĩa là tỷ lệ nữ bị nhiều hơn khoảng gấp đôi nam giới. Theo nghiên cứu tại Mỹ, có trên 35% người ở độ tuổi 40 đều trải qua các hội chứng rối loạn tiền đình. Tại Anh có ít nhất 40% số nhân viên văn phòng bị các triệu chứng liên quan ít nhiều đến rối loạn tiền đình. Tại Việt Nam, có khoảng từ 20 đến 30% dân số mắc hội chứng này và ngày càng có nguy cơ tăng cao. Thời gian gần đây, số bệnh nhi đến các bệnh viện khám các bệnh lý về tai mũi họng gia tăng. Trong số đó, có bệnh viêm VA cấp, đây là bệnh lý thường gặp ở trẻ nhỏ. Đối với những viêm VA mãn tính, thì bệnh nhân có những triệu chứng của biến chứng của viêm VA, đấy có thể là giấc ngủ ngáy, hội chứng ngừng thở khi ngủ, hoặc là cái biến chứng vì viêm tai giữa viêm mũi kéo dài nhiều đợt. Viêm VA là viêm nhiễm cấp tính, là bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ. Viêm VA chiếm tỷ lệ khá cao, khoảng từ 30 đến 40% trẻ em Việt Nam, tức là cứ 3 trẻ thì có 1 trẻ bị viêm VA. Tần suất mỗi năm trẻ có thể bị từ 4 đến 6 đợt viêm cấp. Với trẻ em Việt Nam thì viêm VA rất là thường gặp, nhưng chúng ta đã biết thì tỷ lệ khoảng 34% trẻ bị. Ở Việt Nam thì môi trường khói bụi ô nhiễm, thứ hai là cái thói quen của người Việt Nam mình tự ý dùng thuốc kháng sinh, thì dẫn đến cái tình trạng kháng thuốc và nó sẽ gia tăng cái tình trạng mà tái đi tái lại, trẻ không được điều trị triệt để. Ngoài bệnh lý viêm VA, viêm mũi viêm họng là một trong những bệnh lý thường gặp ở trẻ nhỏ. Kết quả điều tra dịch tễ thực hiện trên 2.000 trẻ em từ 4 đến 6 tuổi trong 3 tháng của nhóm các bác sĩ thuộc bộ môn tai mũi họng Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho thấy 69% trẻ em mắc bệnh tai mũi họng, trong đó có viêm VA cấp. Ghi nhận tại khoa nội tiết, cơ xương khớp, Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Trung bình mỗi ngày điều trị cho hàng chục bệnh nhân bị bệnh gút. Đa số bệnh nhân đã có biến chứng nặng, có vòng xoắn bệnh lý phức tạp, gặp bế tắc trong điều trị. Trong những năm gần đây thì ghi nhận tại khoa nội tiết và cơ xương khớp Bệnh viện Lão khoa Trung ương thì cái số lượng bệnh nhân bị hút đến khám và điều trị ngày càng tăng lên ạ. Và trung bình thì một ngày thì trên khoa nội trú tiếp nhận đến 10 bệnh nhân bị bệnh về hút nhập viện ạ. Bệnh nhân đến với chúng tôi thì đều trong tình trạng là hút đã có biến chứng ạ. Theo thống kê, gút là căn bệnh khá phổ biến hiện nay, thực tế là khoảng 35% dân số phải sống chung với căn bệnh này. Cứ 100 người trưởng thành thì lại có 2 đến 5 người bị gút. 95% các trường hợp gút xảy ra ở nam giới, độ tuổi thường gặp là từ 30 đến 60 tuổi. Tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương thì thường đa phần gặp những bệnh nhân cho độ tuổi từ 50 tuổi trở lên. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì cũng ghi nhận một số không ít những bệnh nhân tuổi trẻ 25, 30 tuổi đã đến khám và phát hiện bệnh lý gút ạ. Tức là cái số người trẻ cũng đã gặp tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương ạ. Theo các bác sĩ chuyên khoa, bệnh gút là do sự rối loạn chuyển hóa purin hoặc dư thừa purin trong cơ thể do giảm quá trình đào thải đạm. Protein làm tăng nồng độ axit uric trong máu dẫn đến rối loạn tinh thể urat tại khớp gây viêm khớp. Bệnh gút cũng liên quan đến yếu tố di truyền, chiếm khoảng 20 đến 25%. Nếu gia đình có cha mẹ mắc bệnh gút thì tỷ lệ con cái mắc bệnh tăng 20%. Ngoài ra, một số yếu tố khác cũng góp phần làm tăng nồng độ axit uric trong máu như các bệnh nhân mắc bệnh lý về suy thận mãn tính, đái tháo đường, tăng huyết áp, suy giáp hay hội chứng Down. Thưa quý vị và các bạn, bệnh lupus ban đỏ là bệnh lý nguy hiểm có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Cho đến nay vẫn chưa có biện pháp hỗ trợ chữa khỏi hoàn toàn lupus ban đỏ. Tuy nhiên, nhờ vào tiến bộ khoa học, trên 95% bệnh nhân đã có thể kéo dài sự sống thêm ít nhất 10 năm, thậm chí nhiều người có thể sống thọ như người bình thường. Cô con gái học đại học năm thứ 3 là kết quả của quá trình vất vả chữa trị để có thai và giữ được bé của gia đình nhà chị Giang ở quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Từ năm 17 tuổi, biết mình mắc bệnh lupus ban đỏ. Năm 22 tuổi, chị kết hôn. Ngay sau đó, con trai đầu lòng chào đời. Nhưng chỉ sau 3 ngày, cũng đã bỏ bố mẹ mà ra đi. Vượt lên tất cả, chị đã chiến đấu kiên cường với bệnh tật để có thêm cô con gái. Dừng thuốc trong 2 năm
trong 2 năm để sinh em bé, thì khi cháu ra đời thì bắt đầu tôi cho cháu bú được tầm khoảng 9 tháng thì tôi cai sữa, thì bắt đầu là tôi lúc đấy thì tôi lại dùng lại bắt đầu thuốc, thì là bệnh của tôi lại ổn định từ năm đấy đến bây giờ. Dù chị đã bị biến chứng vào tim 10 năm nay, nhưng bệnh không tiến triển nặng. Chị vẫn giữ được ổn định sức khỏe nhờ chế độ sinh hoạt điều độ khoa học và tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ. Liên tục rút kinh nghiệm từ chính việc lắng nghe cơ thể để điều chỉnh bản thân. Chẳng hạn trước đây, chị thường đi bộ, nhưng sau thấy không tốt cho xương khớp, chị đã chuyển sang đạp xe. Tôi đã phải đi hút dịch và khi đó bác sĩ đã khuyên tôi là không nên đi bộ khi đã bị như thế này thì vì cái khớp đấy thì không nên đi bộ nữa. Tôi đã dừng cái đi bộ đấy khoảng 7-8 năm nay rồi. Và cái khớp của tôi thì nó cũng ổn định hơn. Nếu mà mình đã bị cái khớp thì cũng không nên đi bộ. Chỉ lên, bác sĩ đã khuyên là mình chỉ nên đạp xe, nhẹ nhàng tập đạp xe hoặc bơi. Hàng ngày tự mình chắt chiu và xây dựng những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Từ người mắc trọng bệnh, không có thuốc chữa khỏi hoàn toàn, chị lại là nguồn động viên khiến con sống tốt và sống khỏe. Con luôn ý thức được là mình phải luôn có một sức khỏe tốt. Dù con còn trẻ hay là mai sau con có già đi nữa thì mình có nuôi một nền tảng sức khỏe tốt thì mình không bị bệnh tật nhiều về già. Nếu như trước đây, bệnh nhân mắc lupus ban đỏ có tuổi thọ ngắn và thông thường trong vòng trên dưới 10 năm, thì nay bệnh nhân hoàn toàn có thể có tuổi thọ giống như người bình thường. Chị Giang là một minh chứng về người bệnh không chịu đầu hàng trọng bệnh khi tuổi bệnh của chị đã vượt qua con số 30 năm kể từ khi phát hiện bệnh. Sức khỏe của chị vẫn ổn định. Chị tự lo được cho bản thân và ngược lại, chị còn là chỗ dựa cho gia đình. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, cứ 3 người mắc lupus ban đỏ hệ thống thì sẽ có 1 người có biến chứng về thận. Bệnh lupus ban đỏ, biến chứng thận có xu hướng phát triển sớm và bệnh diễn biến rất nhanh, thường trong vòng 5 năm kể từ khi được chẩn đoán mắc lupus ban đỏ hệ thống. Cô gái 33 tuổi này sinh sống ở một tỉnh miền núi phía Bắc. Sau rất nhiều ngày đau xương khớp, suy thận, điều trị tại địa phương, bệnh ngày càng nặng. Sau 6 năm phát bệnh, cô về bệnh viện Bạch Mai khám, bệnh mới được phát hiện và cô đã suy thận ở mức độ tương đối nặng. Về nó đau lưng cũng mệt mỏi, chân tay kiểu như là suy nhược hết đi. Những việc nhỏ nhặt trong nhà thì làm được, có những công việc nặng không làm được. Với lại ra ngoài ra nắng cái là người chóng mặt, mệt mỏi rã rời, không làm được gì. Cô gái này may mắn, bệnh lupus ban đỏ được phát hiện 17 năm và tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ. Dù bị suy thận nhưng mức độ suy cũng được hạn chế, kéo dài thời gian sống, giảm biến chứng nặng dẫn tới phải thực hiện ghép thận. Em bị lupus ban đỏ 17 năm. Đến năm 2022 này thì em bị suy thận và một tuần chạy 3 buổi. Đến chạy trong vòng 4 tháng thì em chạy, bây giờ không phải chạy nữa. Rút ngắn thời gian chạy, ban đầu là chạy 3 buổi, 2 buổi rồi xuống 1 buổi và bây giờ không phải chạy nữa. Như chạy một tuần 3 buổi thì mình chả làm gì được, chỉ ăn với lại đi chạy thận thôi, còn không giúp đỡ được công việc gì cho gia đình. Còn bây giờ thì về thì có thể là giúp đỡ được gia đình nhiều việc hơn. Hệ miễn dịch ở người mắc lupus ban đỏ, hệ thống bị rối loạn và sinh ra các kháng thể chống lại và ăn mòn các tế bào của các cơ quan trong cơ thể. Lupus sẽ gây viêm ở thận, khiến mất chức năng đào thải các chất dư thừa, độc hại trong người bệnh, đồng thời gây mất kiểm soát chất lỏng của cơ thể. Lupus ban đỏ hệ thống thì là một cái bệnh mà nó có thể ảnh hưởng đến tất cả các cơ quan nội tạng của cơ thể. Những cái nội tạng mà thường hay gặp nhất là thận. Tỷ lệ mà bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống mà có tổn thương thận là nằm khoảng từ 60-70%. Tổn thương thận cũng là một cái biến chứng hay gặp nhưng cũng là một cái tổn thương mà gây tử vong nhiều nhất đối với bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thống. Thường thì các bệnh nhân biểu hiện ở các cái giai đoạn khác nhau của tổn thương cầu thận, từ là viêm thận, do đến hội chứng thận hư và cuối cùng là suy thận. Bệnh nhân có hội chứng thận hư, tăng huyết áp, hồng cầu niệu và cả suy thận. Nếu không được kịp thời chữa trị, khả năng dẫn đến bệnh thận giai đoạn cuối hoặc tử vong do các biến chứng là rất lớn.
Ghi nhận tại khoa khám bệnh Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội cho thấy, đa phần người dân đến khám răng miệng khi thấy răng có vấn đề, cụ thể là sưng tấy, đau nhức do sâu răng, viêm nướu, viêm lợi. Trung bình một ngày thì sẽ có khoảng 200 đến hơn 200 lượt bệnh nhân trong cái giai đoạn mà đang có dịch bệnh như thế này. Trong đó tỷ lệ về răng miệng thì chiếm khoảng 85-90%, hơn 50-60% là bệnh nhân là chỉ khi đã xuất hiện các cái triệu chứng đau hay khó chịu thì bệnh nhân mới đi khám. Theo thống kê, có đến 90% người dân đang có vấn đề về răng miệng, chủ yếu là mắc bệnh sâu răng và một số loại bệnh lý khác như viêm lợi, viêm quanh răng, răng khôn. Cụ thể, ở người cao tuổi và trưởng thành, có trên 80% người có sâu răng vĩnh viễn, trên 60% trẻ em và trên 80% người lớn có các bệnh lý về nha chu, trên 30% người trưởng thành trở lên có túi mủ, bệnh lý quanh chân răng, làm cho răng lung lay và đây cũng là ổ nhiễm khuẩn lớn. Ngoài ra còn tỷ lệ khoảng trên 80% thanh thiếu niên bị lệch răng cần nắn chỉnh. Vẫn còn một tỷ lệ khá cao người dân là không quan tâm đến việc chăm sóc răng miệng, một tỷ lệ đáng kể người dân là không đánh răng và chải răng, không đến các bệnh viện hay là cơ sở y tế nào để khám răng. Cái này có thể là do, thứ nhất là có thể là do thói quen, thứ hai nữa là có thể là do cái về cái công tác truyền thông giáo dục về chăm sóc sức khỏe của đối với người dân về việc chăm sóc sức khỏe răng miệng cũng chưa được tốt và chưa được cao. Theo điều tra của Bộ Y tế, có 44% người khám răng do đau, gần 10% đi kiểm tra, 55% dân số không bao giờ đi khám, 85% bị sâu răng ở độ tuổi từ 6 đến 8 và trong đó có 94% không được điều trị.